Tiên xin chào mọi người đang xem kênh Sơn Sơn TV nha. Hôm nay mẹ của Tiên sẽ làm món cá trê hấp cho mọi người xem. Đây là lá củ cải phơi khô và mình luộc lại mọi người. Mình sẽ hầm chung với cái lá này. Củ cải mình sắc lát mỏng mỏng vừa ăn nha mọi người. Bây giờ mẹ của Tiên sẽ trộn tương ớt và đậu tương chung với nhau vào cái lá cải khô này. Cái lá cải này là hồi năm rồi mình làm kim chi á, mình tước ra những cái lá xanh và non ngon, sau đó là mình luộc lên và đem phơi khô và bỏ vào tủ đông để dành ăn. Bây giờ thì mình đem ra mình hầm cá trê nha. Mình hầm sườn heo cũng ngon nữa, nói chung là nấu canh đậu tương cũng ngon luôn. Cái món này là món ăn có từ thời xa xưa, truyền thống lâu rồi. Cách ăn lá củ cải khô này nè, mà nó ngon lắm mọi người, chứ không phải là không ngon nha. Rất tốt cho sức khỏe luôn. Hình như nghe nói là trị tiểu đường gì nữa đó. Không được rồi, hình như có lên thời sự. Bây giờ mẹ của Tiên sẽ bỏ thêm củ cải trắng vô đây nha. Củ cải trắng mình lót ở dưới hả mẹ? Mua nửa mít thì á. Củ cải trắng thì mình lót ở dưới nè, để cho cái món hấp của chúng ta nó có vị ngọt. Cái này kêu bằng hầm. Sau đó mình để lá củ cải đã được trộn tương ớt và đậu tương lên trên. Đây là con cá trê người ta nuôi bên này. Nó giống như là cá trê nước ngọt bên Việt Nam mình vậy đó. Nhưng mà hôm bữa Tiên làm video nướng con cá này á, có một số anh chị em vô nói không phải cá trê, cá gì á, mà bên này người ta gọi là cá trê nước ngọt. Ăn nó không có được ngon như thịt cá trê mình mọi người, kiểu nó làm sao á. Tiên thấy ăn cái mùi vị là không giống như cá trê đó. Mọi người xem coi con cá gì nha. Đó, bây giờ mình bỏ lên đây. Wow. Bữa hổm mình nướng không ngon nhưng mà mẹ làm cái kiểu này chắc có lẽ là ngon ạ. Cái mùi thơm rồi đó. Sau đó mẹ sẽ cho nước lọc vô đây. Bây giờ mình sẽ bỏ thêm bột ớt vô. Ba của Tiên đòi chặt mấy cái hoa cúc của mẹ. Mẹ nói chưa tới thời đâu, để bà tự cắt, đúng thời điểm mới cắt được. Và tương ớt nữa nha. Cái món này phải bỏ nhiều tương ớt mới ngon. Bây giờ mình sẽ ôm ở đây cho nó chín nè mọi người. Để nắp lại. Bây giờ mẹ của mình sắc hành tím và hành baro. Hành baro mình chẻ làm hai trước. Đây nè. Như thế này là cái món này á là hành mình phải sắc khúc khúc vậy nè, chứ không có được sắc xéo. Ở Hàn Quốc này mỗi món ăn nó sẽ có một cách sắc hành khác nhau. Ví dụ như là cá kho này kia đó mình sắc xéo xéo xéo. Còn canh đậu tương á thì sắc miếng tròn tròn. Còn mấy món hầm á nữa thì mình sắc kiểu dài dài. Và cái món này không thể nào thiếu lá bạc hà của Hàn Quốc nha. Mọi người bên Việt Nam nói nó là lá đinh lăng, không biết phải không, nhưng mà cái mùi của nó thơm dễ chịu lắm mọi người. Thơm ngon lắm. Mấy cái món hàng rồi canh con cá lương, cá chạch nữa là phải có lá này vô mới ngon. Đây, phải lá đinh lăng mọi người coi giùm Tiên nha. Thơm lắm, thơm mùi dễ chịu lắm. Ta-da, mới có đi hái vài lá bạc hà thôi mà cái nồi của chúng ta nó đã sôi rồi. Mình cho vào đây là gừng xay 2 muỗng nhỏ nhỏ nha. Gừng và tỏi xay nữa nha. 2 muỗng tỏi xay. Mình càng bỏ nhiều tỏi càng ngon vậy mà. Tiếp theo là hành baro và hành củ. Thêm một chút xíu nữa.
Mình lại tiếp tục cho vào đây một chút xíu muối nữa nha. Và mọi người muốn ngon thì một chút xíu bột nêm nữa là ngon luôn. Sau khi nêm nếm cho vừa ăn thì mẹ của Tiên sẽ bỏ vào đây một chút xíu nấm. Và cuối cùng là lá đinh lăng. Ta-da! Anh Bo Nim, xin chào mọi người. Xin chào mọi người. Rồi, ba mình giờ nói được 4 câu tiếng Việt. Đỉnh. Bây giờ mời mọi người ăn với lại vợ chồng của chị Sơn nha. Mẹ của Tiên sẽ múc cá và mấy cái đồ bồi. Nước canh, ba mình nói nước canh. À, nước kho. Cái này giống như là mình kho xem xét gì đó mọi người, ngon lắm. Khô kìa. Cá trê kho củ cải kiểu như vậy. Cái này là hợp với người Việt mình luôn á, tại vì nó mặn mặn, ngọt ngọt, cay cay nha. Món cá kho á, cho nên ăn rất là ngon. Mấy thứ xe, mình là mình thích ăn cái củ cải với lại cái đồ bổi, cái cọng lá củ cải á, nó ngon. Ăn cái gì cũng ngon. Món này mình phải ăn với cơm trắng nha thì nó mới ngon được. Ba mình sao gung gung với vậy ba? Tới cô ơi á. Úp ta. Ba có tiền kêu tắt lửa đi, nóng quá trời nóng. Ăn vô cái rùng mình luôn. Mấy cái nè. Thay đổi lần nè. Mẹ mình nói cái chê á nó nhiều thịt lắm, ngập thịt. Ba mình nói tại mùa xuân á cho nên nó mập. Ba nói cá nó ngon. Nó ngọt thịt. Có mùi của bạc hà vô nữa, nó thơm lắm. Bằng hai người thay cho quá trình là gì ạ? Nè. Bằng hai người không đủ. Ba mẹ mình nói cái món này á, thơm mùi bạc hà quá. Mà công nhận là Tiên ghiền cái mùi lá của bạc hà đó. Mà bên Việt Nam mình gọi là đinh lăng á. Mọi người ăn thử đi. Nó rất là thơm và ngon luôn. Bỏ vô cá kho là tuyệt đỉnh luôn á. Hoặc là mấy món canh chua đồ á. Canh cá chê đồ á. Mọi người ăn thử đi, ngon lắm. Cảm thán thôi. Ngọt nước nó dữ ha. Ngon. Méo quay á. Hơi cay cay không ta? Ngon chín chuối. Đấy là mép. Hơi cay cay nha. Mặn mặn, ngọt ngọt. Nóng hổi luôn. Ăn với cơm trắng là bá cháy sạch nồi cơm. Không ai chơi lại luôn. Giống như bên Việt Nam mình mà cá kho có nhiều quẹt quẹt đó. Mọi người ở bên Việt Nam mình làm thử món này nha. Dễ làm mà, nguyên liệu có đủ hết. Mình chỉ cần mua thêm tương ớt với lại đậu tương nữa là xong. Lâu lâu đổi món mình nghĩ là cả nhà sẽ thích lắm á. Ngon. Mình nói mà mình nuốt nước miếng luôn á mọi người. Mua xịt đi kìa mà xin nè. Mà ở đây ngon nhất là cái phần lá củ cải nha. Mọi người phải kiếm được cái lá củ cải này, nó mới là cái hồn của món ăn này. Lá củ cải mình phơi khô. Mình luộc xong mình phơi khô lại. Khi nào mình ăn thì mình ngâm nước cho nó nở ra. Bỏ vô mình kho. Hoặc là mình hầm xương á. Trời đất ơi. Làm như vậy đi rồi bắt đầu nó cay cay, nóng nóng ha. Rồi nó ngọt thịt nữa ha. Rồi nhậu cũng ngon, mà ăn cơm cũng ngon. Sao đi tà sửa kìa rồi nè. Mẹ mình nói thịt á, con cá này á, thịt nó mập, ăn nó đã. Cái con gì cũng vậy. Mập ăn mới ngon, ốm quá không ngon. Người cũng vậy nữa, ốm eo quá không ngon. Ốm o gầy mòn quá nên nó héo hắt lắm. Cũng phải có thịt chút xíu. Hồi đó Tiên mới qua Hàn á, là ăn mấy cái món này nè, giống như bên Việt Nam á, cho nên dễ ăn lắm. Ăn mà nghĩ như là món Việt Nam vậy đó.
trôi cơm. Ủa mà hồi đó mình đâu có chê món gì đâu ta, món gì mình cũng nuốt hết. Vitamin của chị hành 1000원 하더라. Mẹ mình nói một cây ớt cà vitamin á, nó bán cây giống cây 1000원. Dạ. Mẹ mình mua về mấy cây trồng. Giờ bắt đầu vô trồng. Ôi xin mời xài á. Ôi nè, giờ anh thất tạc. Ôi hình xin mời. Trồng dưa leo, trồng cà chua, rau xà lách, ớt Việt Nam. Paprika. Húng quế, rau găm, đậu bắp. Nói chung là việc hàng lộn xộn luôn. Cái hàng cổ trường. À, sắc cổ trường xin mệt xẻ. Vitamin cổ trường. À, vitamin cổ trường. Vitamin cổ trường, cái gì mà xịt. Hàng năm chân hơn. Chế gốc bây giờ đã. Mắc nhất là cây ngàn. Khoảng 20.000 Việt Nam đồng. Cây ớt giống. Ba mình chuẩn bị trồng 500 cây ớt giống rồi mọi người. Kinh khủng đó. Ai đi qua đây hái ớt phụ không nè. Tới mùa thu là hái ớt rồi đó. Ớt gì nè. Mãi mới có chuông nè. Mới là mãi mới cái này mẹ có tiên kêu có chưa biết phương trình nào của mãi mua này đặng có sức trồng ớt biết phương trình xin mấy cái này là cái mãi mua này à ăn nhiều nhiều chứ mới có sức chính của cái bạn đấy, 저번에 600포 이야기하는 게나, 어쩌러 너 신랑이 무슨 600포이나 제목이라고는 뭔데 안 좋은데, 그 소리 다 들리더니 다 받아. 그래요. Hôm ngày qua anh kia mẹ với ba ăn cái gì đó mọi người mà nói trồng ớt 600 cây á, bạn của mẹ Tiên có xem video nữa, cái điện thoại cho mẹ của Tiên nói chồng mày làm gì mà trồng tới 500-600 cây ớt dữ thần. Ơi giờ sao vậy? Ơi giờ sao vậy? 600포기 무슨 머리 속살살이 머리 속살 목요일 날 비닐을 찍거든. 비닐로 1m 20짜리 한 발 조금 못 되는 거. 아서 가져가시라니까. 여기서 이렇게 배달 못 한다. 안 해. 배달 안 한다. 무시 맛있다. 고가이 ngon lắm mọi người. Cái món cá kho của củ cải đâu á. Mua hôm trước sao vậy sao? Là mọi người ăn củ cải ngon hơn con cá. Đúng là con chăm cha không bằng bà chăm ông. Mẹ của mình là múc cho bà ăn liên tục luôn. Hồi nãy không có đói mà nhìn ba mẹ Tiên ăn giờ đó luôn mọi người. Nó thơm, nó ngon, cái mùi sầu riêng lắm. Ăn cái món cá này vô là một miếng là xay đắm, là hai miếng là đắm xay, ba miếng là ngất ngay, bốn miếng là ngất luôn. Mẹ bên mà mãi xin à? Mẹ mình nói ủa, mình tự ăn thấy ngon hay sao vậy ta? Bữa nay ăn thấy ngon dữ lắm luôn á.
엄청 맛있어. Vét cơm luôn. Ăn hết thèm hết trời. Chính là chúng ta có sự sức trẻ. À, chẳng nè. Mẹ mình nói tôi nấu món ngon cho ông ăn đó. Ừ, đại màu. Ông tâm trạng ông vui không? Ừ. Cái đợi nhắc là phải nói. Phải nói chứ. Cái mới nói là ừ, vui lắm. Cô chứ cái nét rồi tôi múc quá. Anh hôn đồng xin xin mang kìa. Bá tắm ta. Ăn hết một chén cơm bự luôn. Cơm bên Hàn Quốc này ăn một lần một chén là no à mọi người. Ai ăn mạnh dữ lắm mới được chén thứ hai nha. Rồi hôm nay cảm ơn mọi người đã xem video của chị Sơn nha. Đăng ký, nhấn chuông, like và comment ủng hộ cho kênh Sườn Sơn TV và trang bay Phạm Thị Triều Tiên. Tạm biệt mọi người. Bye.